365 ngày khắc kỷ. Ngày 12 tháng 3. Quan sát mọi thứ từ góc độ người mắc lỗi. Bất cứ khi nào có ai đó đối xử tệ với ngươi, hãy ngay lập tức xem khi làm vậy, người ấy có quan điểm thế nào về tốt xấu. Nếu làm thế, ngươi sẽ trở nên từ bi thay vì kinh ngạc và thịnh nộ. Bản thân ngươi có lẽ cũng có những suy nghĩ tương tự về tốt xấu, và trong trường hợp đó, ngươi có thể chấp nhận cách hành xử của họ. Và nếu từ bỏ hoàn toàn những quan điểm, ngươi sẽ còn cảm thông hơn nữa với lỗi lầm của họ. Trích suy tưởng của Marcus Aurelius. Socrates có lẽ là người thông tuệ nhất từng sống, đã nói rằng không ai cố ý gây chuyện sai trái, có nghĩa là không ai làm sai một cách có chủ đích, không ai nghĩ rằng mình sai, ngay cả khi sự thật chính là như vậy. Họ nghĩ họ đúng, họ chỉ hơi nhầm lẫn thôi. Nếu sai lầm, họ sẽ không suy nghĩ đến điều đó nữa. Lẽ nào những điều tệ hại và khinh thường mà người khác gây ra cho bạn không phải là do cố ý? Họ chỉ thuần túy nghĩ là bản thân đang hành động đúng thì sao? Giờ đây, liệu bạn có bao dung và cảm thông hơn nếu coi hành động của họ là nỗ lực làm điều đúng đắn? Dù bạn có đồng ý hay không, việc thay đổi góc nhìn sẽ thay đổi quan điểm của bạn nhiều đến mức nào đối với hành động mà bạn vốn thường coi là phản cảm và khiêu khích.